Phốc đến đến, năm người ngửa mặt lên trời phun máu, trường kiếm buông xuống, cương khí liền giống như là pha lê, giống như dây lát ở giữa bị đánh nát, tiêu tán ở không trung. Minh kính đài như thế cường đại tăng phúc chiêu thức, cũng vô pháp bù đắp chênh lệch của song phương. Hoa vô đạo rất tốt thuyết minh như thế nào lợi dụng chênh lệch về cảnh giới, nghiền ép đối thủ, cơ hồ không cho đối thủ bất cứ hy vọng nào. Thật mạnh, có loại ra ra đánh tôn tử cảm giác, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ai nói co đầu rút cổ đấu pháp không thể phản kích? Ai nói co đầu rút cổ đấu pháp liền nhất định bị đánh? Đám khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào, đám người bộc phát ra tiếng kinh hô. Vân Đông Hoa trưởng lão, vậy mà thật vào Ma Thiên Các, Ma Thiên Các được này cánh tay, Thiên Kiếm Môn, chẳng phải là muốn, không may rồi. Hoa vô đạo lục hợp đạo ấn, dị thường chói lọi chói mắt, co đầu rút cổ quy co đầu rút cổ, đánh lên lại rất có thưởng thức tính. Nhất là kia chín cái chữ triện chiêu lớn hướng ra phía ngoài tản ra thời điểm, kim quang xứng hợp đạo ấn, giống như kim sắc hoa quỳnh nở rộ. Lạc Hành không nhìn trên mặt đất minh kính đài quang ấn, nhướng mày. Hoa vô đạo tiếp tục cất bước, lục hợp đạo ấn xuất hiện lần nữa. Ngũ đại đệ tử đều buông xuống, bốn người buông xuống ngất đi, một người thổ huyết bỏ mình. Thấy cảnh này, Minh Thế Nhân lắc đầu, chung quy là tại Vân Tông chờ đến thời gian quá lâu, không chịu hạ ngoan thủ. Bất quá cũng phải nhìn đến tiến bộ của hắn, nếu là thả tại mới vừa vào Ma Thiên Các thời điểm, hoa trưởng lão nào dám giết người. Lục Châu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một bên suy nghĩ cái dương cùng chìa khóa sự tình, một bên cân nhắc như thế nào bắt đến mấy tên nhiệt đầu. Hắn hoàn toàn không có đi nhìn lên hoa đài rầm rộ. Hoa vô đạo còn tại cất bước, môi tiến về phía trước một bước, trên thân liền hội gia tăng một cái chữ triện chiêu lớn, kim quang lòng lánh, hoa lệ vô cùng. Hoa vô đạo, lão phu là thật không nghĩ tới, đường đường Vân Tông trưởng lão, vậy mà nổi giáo cho giặc. Việc này về sau, lão phu nhất định phải đi Vân Tông đòi cái công đạo. Lạc Hành không nhìn xem không ngừng đến gần hoa vô đạo nói ra. Hoa vô đạo đột nhiên hướng về phía trước lấp lóe, ông đến đến, thất diệp pháp thân, tám trượng chi cao, sừng sững giữa trời. Pháp thân đối diện, Thiên Kiếm Môn chúng đệ tử đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cách quá gần, cơ hồ bị pháp thân hoàn toàn áp chế. Ngũ đại trưởng lão cùng Lạc Hành không đều ngẩng đầu lộ ra kinh hãi chi sắc, đám khán giả trợn mắt hốc mồm. Thất diệp, đây chính là thất diệp pháp thân, nhiều ít người cả đời đều không đạt được cao độ, mà thiên các có hoa vô đạo một người, chính là Thiên Kiếm Môn không thể vượt qua hồng câu. Đám khán giả xôn xao một mảnh, cái này muốn làm sao đánh, đánh cái dám, Thiên Kiếm Môn đây là tại tự rước lấy nhục. Lúc này, Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, Minh Thế Nhân nói ra, hoa trưởng lão, chưa có lấy lớn hiếp nhỏ. Hoa vô đạo gật gật đầu, mũi chân điểm một cái, liên tới pháp thân tiêu thất, người nhẹ như yến, trở về Phi Liễn. Chênh lệch quá lớn, đánh cho đỡ không có chút nào ý nghĩa. Ta đến, Tiểu Diên Nhi trôi xuống, bên ngoài sân đám khán giả nghi hoặc không hiểu, cái này là hát cái nào ra, một cái hoa vô đạo chẳng phải được, còn muốn thay người. Bất quá, đám khán giả lại phi thường chờ mong cảnh tượng như vậy xuất hiện, dù sao quá mức nghiền ép, không có chút nào thưởng thức tính. Cái này là Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử, Từ Diên Nhi, thế nào mang theo một khối phá vải đỏ, phải lập gia đình sao? Nói xong thời điểm, Phạm Thiên Lăng giống như là một đầu long, từ Tiểu Diên Nhi trên thân bay ra ngoài, hướng phía tên kia nói xấu người cuốn đi. Đám người dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, kia người không kịp phản kháng, liền bị Phạm Thiên Lăng cuốn vào không trung. Phạm Thiên Lăng bỗng nhiên buông lỏng, tên kia mới vừa bước vào thông huyền tu hành giả rơi xuống, một tiếng hét thảm, rơi máu me đầy mặt, vải rách đập vỡ mồm ngươi, thật hung tiểu nha đầu, thiên giai vũ khí, cái này vậy mà là thiên giai vũ khí. Mắt sắc người kinh thán không thôi, đều nói Ma Thiên Các bảo bối nhiều, hôm nay gặp mặt quả là thế, con là đừng nói chuyện, cái này huynh đệ thả ma. Tiểu Diên Nhi nhìn cũng không nhìn bên ngoài sân người, Phạm Thiên Lăng giống như hồng long bay trở về, vườn quanh huyền không. Tiểu Diên Nhi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thiên Kiếm Môn đám người, hướng phía Lạc Hành không ngoắc ngón tay, lão đầu, ta đánh với ngươi. Thiên Kiếm Môn chúng đệ tử hướng về sau chuyển một bước, không ít người đã hối hận, tại sao phải cùng Ma Thiên Các cứng đối cứng, liền cái này nhược tiểu nhất tiểu ma đầu đều đáng sợ như thế, đằng sau thế nào đánh, ta đến đánh với ngươi, tiểu nha đầu. Lạc Hành không phía sau ngũ trưởng lão một trong, Lạc Trinh thực lại nhẫn không khỏi, chừng kiếm phá không mà tới, kiếm cương tạo nên, liên hoa đài bên trên, từng đạo kiếm cương liền giống như là nguyệt nha hình dạng quang ấn, mạn thiên phì vũ. Tiểu Diên Nhi không dám khinh thường, lùi lại hai bước, Phạm Thiên Lăng đem những cái kia kiếm cương ngăn trở. Lạc Trinh, nguyên thần kiếp cảnh, chưa khai diệp, xem như thiên kiếm môn cao thủ một trong. Có người nói, nghe nói Ma Thiên Các đệ cửu đệ tử tu vi chỉ là thân đình cảnh, thiên kiếm môn hẳn là có thể tìm về điểm trang tử. Nhưng mà, hắn nhỏ mới vừa nghị luận xong, Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng đột nhiên hướng bốn phía phi vũ. Tiểu Diên Nhi đạp không mà đi, chân đạp Phạm Thiên Lăng mạn thiên chớp động, cái này là thất tinh thải vân bộ, phanh phanh phanh, mang theo Phạm Thiên Lăng, dùng nghiền ép chi thế, để ép Lạc Trinh đánh. Lạc Trinh hoàn toàn không nghĩ tới, đối thủ mạnh như vậy, sầm mặt lại, lui lại, minh kính đài. Lạc Trinh lui vào minh kính đài một giây lát ở giữa, pháp thân bỗng nhiên sáng lên. Tại minh kính đài gia trì hạ, pháp thân khai diệp, năng lượng bảo tăng, kiếm cương uy lực đại tăng. Tiểu sư muội, cẩn thận,
Minh Thế Nhân nhắc nhở, ân ta nhất kiếm, Lạc Trinh hai chân đạp mạnh, toàn bộ người thẳng tắp hướng về phía trước, hai tay cầm kiếm, như cách huyễn chi tiễn, hướng phía Tiểu Diên Nhi đâm tới. Mũi kiếm lấp lấy một vệt kim quang, hình thành bé nhọn lưu tuyến thể quang mang. Minh Thế Nhân nhướng mày, đang do dự muốn hay không ra tay giúp Tiểu Diên Nhi. Ông, Tiểu Diên Nhi sau lưng pháp thần xuất hiện, mà lại, pháp thân ra sân phương thức có chút đặc biệt, liền giống như là trẻ con lớn lên giống như. Ý vị này, pháp thân biển cao, trọn vẹn gia tăng một trượng chi cao. Cái này cũng mang ý nghĩa, pháp thân khai diệp, cái này sao có thể, nàng khai diệp, chiến đấu bên trong khai diệp, nguyên thần kiếp cảnh, nhất diệp pháp thân, không phải thần đình cảnh. Tiểu Diên Nhi biểu hiện, đổi mới đám người đối ma thiên các nhận biết, thiên phủ đáng sợ người rất nhiều, nhưng là có thể tại không đến thời gian 6 năm bên trong, tiến vào nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp pháp thân, chỉ có Tiểu Diên Nhi. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người đến, Tiểu Diên Nhi nhìn xem Lạc Trinh đánh tới, không lui mà tiến tới, đạp không nghênh đón tiếp lấy, muộn. Lạc Trinh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa bát. Bát đạo kiếm cương đánh tới, tại Minh Kính Đài ảnh hưởng dưới, uy lực càng tăng lên. Ông, nó là cái gì? Không phải đâu, Vân Thường Vũ Y. Không chỉ là Vân Thường Vũ Y, còn có Đạp Vân Hoa. Đạp Vân Hoa, tăng thêm thất tinh thải vân bộ. Tiểu Diên Nhi mang theo Phạm Thiên Lăng, đón kiếm cương đến Lạc Trinh phía trên. Bị người một nhắc nhở như vậy, mọi người thấy Tiểu Diên Nhi toàn thân tản ra ngôi sao màu xanh lam quang mang quần áo cùng giày. Kiếm cương bị triệt tiêu, đồng thời Tiểu Diên Nhi cũng tới đến Lạc Trinh mặt trước, mang theo đùa bọn tiểu dung, ngươi quả yếu, một cước hoành đá. Đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Liên Hoa Đài trên dưới yên tĩnh trở lại, đám khán giả nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin nhìn chằm chằm trượt xuống Lạc Trinh. Đường đường thiên kiếm môn trưởng lão, vậy mà một cước bị người đá chết rồi. Lạc trưởng lão, hai tên đệ tử trước kiểm tra hạ, Lạc Trinh trưởng lão chết. Tiểu Diên Nhi không thèm để ý chút nào, lăng không lơ lửng, hướng phía Lạc Hành không ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hắn nhóm không đủ đánh, còn là ngươi tới đi. Thiên kiếm môn tứ đại trưởng lão không thể nhịn được nữa. Lạc Vĩnh, cầm xuống nha đầu này, vì Lạc Trinh báo thù. Lạc Vĩnh ngũ đại trưởng lão một trong. Tiểu sư muội, tốc độ của ngươi quá chậm, vẫn là ta tới đi đến. Minh Thế Nhân từ không trung chậm rãi bay xuống. Đám khán giả ánh mắt chuyển di, nhìn thấy Minh Thế Nhân. Hắn là ma thiên các tứ đệ tử. Tiểu Diên Nhi mèo máu nói, sư huynh, ta còn không có đánh đủ đâu. Ngoan, người đã đủ khoe khoang. Hừ, Tiểu Diên Nhi đạp không trở về. Minh Thế Nhân chắp tay đứng trên Liên Hoa Đài, nhìn xem đối diện thiên kiếm môn đám người, nói ra. Ta cũng không phải tiểu sư muội, xuất thủ không có phân tắc, tới đi. Đám khán giả tựa hồ minh bạch một việc, ma thiên các không chỉ có là muốn tiêu diệt thiên kiếm môn. Đây cũng là muốn hưởng thế nhân chứng minh, ma thiên các y nguyên rất mạnh, thậm chí, phải tái tạo năm đó huy hoàng. Hắn nhóm đều xem nhẹ một cái trọng yếu vấn đề. Ma thiên các đại đệ tử cùng nhị đệ tử, cùng với thất đệ tử hoàn toàn chính xác rời đi ma thiên các có thể. Ma thiên các còn có đệ tử. Nhìn tình hình này, rất nhiều năm đó Vu Chính Hải cùng Mưu Thượng Nhung gánh tận các lộ hảo thủ khí khái, cuồng vọng. Lạc Vĩnh cầm trong tay trường kiếm, nghiêng 45 độ, ánh mắt lạnh lùng. Phảng phất nhìn thấu sinh tử, đầu tiên là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi mở ra. Cái này là ngũ trưởng lão một trong Lạc Vĩnh, am hiểu tất sát kỹ. Tin đồn phàm là đứng ở trước mặt hắn tu hành giả, đều sống không quá ba chiêu. Có mạnh như vậy, dù sao cũng là thiên kiếm môn trưởng lão, còn có một cỗ thấy chết không sườn can đảm, mà thiên các hẳn là tiếp tục dùng hoa vô đạo. Lạc Vĩnh mặt không biểu tình, nhìn về phía trước Minh Thế Nhân. Trường kiếm rung động, nguyên khí bộc phát, thân ảnh chớp động đồng thời, chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đám người kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Tốc độ quá nhanh, hình tượng này liền giống như là mấy chục đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Minh Thế Nhân tiến công giống như. Minh Thế Nhân mỉm cười, hướng về phía trước lóe lên. Xoẹt, rất rõ ràng xé rách âm thanh, chuyển khắp toàn bộ Liên Hoa Đài. Nguyên khí rung động âm thanh, thân kiếm rung động âm thanh, im bặt mà dừng. Hết thảy đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Hai người đổi chỗ vị trí, lẫn nhau tựa lưng vào nhau. Lạc Vĩnh hai mắt trợn to, chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Bờ môi khẽ run, lầm bầm nói, thế nào, sao lại thế, cái này, dạng này, phù phù, trực tiếp ngã xuống. Đinh, đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu, ban thưởng công đức 1000 điểm. Lạc Hành không rốt cục cau mày, nhìn xem mặt hướng bọn họ Minh Thế Nhân. Đám khán giả sinh lòng kinh hãi, từ đầu tới đôi cũng chỉ dùng một chiêu, làm sao làm được. Tu vi duyên cờ dẫn đến rất nhiều người không thể rõ ràng một chiêu này, chẳng qua là cảm thấy song phương cái bóng đụng vào nhau, trong chốc lát dừng lại, chiến đấu liền kết thúc. Không có hoa lệ cương khí va chạm, không có đạo ấn pháp ấn luận bàn. Còn có ai? Minh Thế Nhân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngũ đại trưởng lão còn thừa lại 3 người, đã không có thành tựu, đám khán giả lắc đầu. Bại cục đã định, thiên kiếm môn xong, có Minh Kính Đài trợ giúp thế mà còn là bị nghiền ép, tu hành giới đều đánh giá thấp ma thiên các. Còn lại 3 vị trưởng lão bất quá là thần đình cảnh đỉnh phong, nơi nào sẽ là đối thủ. Minh Thế Nhân ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng lần nữa. Lạc Hành không, còn là ngươi tới đi. Lạc Hành không bất vi sở động, mặc dù hắn hai mắt bốc hỏa,
có thể hắn từ đầu đến cuối không có động. Hắn tựa hồ đang chờ đợi một cái xuất thủ cơ hội. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Phi Liễn, chỉ tiếc Phi Liễn Lục Châu một mực nhắm mắt lại, một bộ không hỏi thế sự thần thái. Lạc Hành không cảm giác được lòng buồn bực đến cực điểm. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn một chút Liên Hoa Đài hậu phương. Giống tuếch, Tứ sư đệ, đến phiên ta. Đoan Mộc Sinh huy động Bá Vương Thương. Minh Thế Nhân, đừng như vậy, ta còn không có trang đủ. Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng, nói ra, Tam sư huynh, cái này loại tiểu chẳng diện, không đáng ngài xuất thủ. Mai Liên cùng sư phụ đồng dạng, mặt hàng này sẽ hội kéo thấp thân phận của ngài. Nghe một chút, cái này là người nói lời sao? Nhưng ở đám khán giả nghe tới, lại là một loại khác ý tứ. Ma Thiên Các, đệ tam vị đệ tử, chẳng lẽ cùng Ma Thiên Các tổ sư gia là cùng một cấp bậc cao thủ sao? Cái này loại suy đoán hoàn toàn có khả năng. Dù sao lúc trước đại đồ đệ Vu Chính Hải cùng nhị đồ đệ Kiếm Ma Ngô Thượng Nhung đều là đương thời nhất tầng tu hành cao thủ, tin đồn hai bọn họ sớm có bát diệt tu vi, tan đồ đệ đứng hàng lão tam, nhập môn cũng không muộn, tu vi lý nên rất cao. Minh Thế Nhân hướng phía đối diện nói ra, không có ai sao? Thanh âm áp thấp, không khí ngưng trệ. Lạc Hành không quay đầu nhìn một chút ba vị trưởng lão, kia tam đại trưởng lão lại lúc này hướng lui về phía sau một bước. Cái này mẹ nó, đến cùng mưu đồ gì nha? Tuy tiện lôi ra tới một cái đồ đệ, đều là nghiền ép, tặng đầu người trời rất vui sao? Ta rời khỏi, trong đó một vị trưởng lão ném bi trường kiếm trong tay, Liên Hoa Đài hạ xôn xao một mảnh. Tại danh môn trong chính đạo, phản bội sư môn hoặc là lâm trận lùi bước, kia cũng là vì thế nhân khinh thường hành vi, không thể tha thứ. Thiên Kiếm môn đường đường thập đại danh môn một trong, thế mà lại trước mặt người trong thiên hạ xảy ra chuyện như vậy, Lạc Hành không há lại sẽ không tức giận. Ta cũng rời khỏi. Ba vị trưởng lão, có hai người ném đi trường kiếm. Lạc Hành không ánh mắt biến đổi, tay phải vừa nhấc, một vệt kim quang lè lề nắm đấm, kích xạ mà đi. Phanh, hai vị trưởng lão đồng thời chết. Lạc Hành không mặt không chút thay đổi nói, Thiên Kiếm môn trưởng lão Lạc Thiên Tường, Lạc Hoành bên trong lâm trận phản bội chạy trốn, ngay tại chỗ xử quyết. Đám khán giả sắc mặt hãi nhiên, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Đám khán giả tựa hồ cũng ý thức được song phương mâu thuẫn và trò hay. Hắn nhóm đều nhìn về phía sắc mặt chết lặng Lạc Hành không, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hắn biểu hiện lạnh lùng, phẫn nộ, thậm chí cừu hận. Lúc này Phi Liễn bên trên truyền ra một thanh âm đến đến, Lạc môn chủ, cần gì chứ? Đám người đều nhìn sang, nói chuyện không phải Lục Châu, cũng không phải Hoa Vô Đạo, mà là Thiên Kiếm môn tiền nhiệm đại đệ tử Chu Kỷ Phong. Phản đồ! Lạc Hành không nhìn lướt qua, trách cứ. Chu Kỷ Phong đầu tiên là hướng phía Lục Châu chắp tay. Lục Châu không có mở mắt, chỉ là tay trái thoáng vung một chút, đạt được đáp ứng. Chu Kỷ Phong đạp không rời đi Phi Liễn, đến Liên Hoa Đài phía trên, lơ lửng đình chỉ nhìn khắp bốn phía, đồng thời hướng phía bốn phía ôm quyền, các vị, ta cần thiết hướng tất cả mọi người làm sáng tỏ sự thật. Bác quái đến, người chính là như thế, đánh nhau thắng thua cái gì không trọng yếu. Tất cả mọi người vểnh tai nhìn lên bầu trời bên trong Chu Kỷ Phong. Hắn nhưng là tiền nhiệm Thiên Kiếm môn đại đệ tử, lời hắn nói có đầy đủ độ tin cậy. Chu Kỷ Phong xuất hiện để hết thảy ăn dưa quần chúng đến hào hứng. Dù sao nghiền ép chiến đấu nhìn xem thực tại không thú vị, một hai trận nghiền ép còn có thể thán phục một chút, nhìn nhiều là thật hội chán. Thiên Kiếm môn đệ tử nhìn thấy Chu Kỷ Phong chửi ầm lên đến, Chu Kỷ Phong, Thiên Kiếm môn phản đồ, người đã đầu nhập Ma Thiên Các còn có mặt mũi ra? Phản đồ đáng chết. Từ xưa đến nay phản đồ liền bị người xem thường, mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo. Húng chi dưới mắt chính là Thiên Kiếm môn cùng Ma Thiên Các khởi xung đột thời điểm, Thiên Kiếm môn thậm chí không tiếc lấy cái chết khiêu khích Ma Thiên Các. Cái này loại mấu chốt bên trên, Chu Kỷ Phong muốn làm gì? Lạc Hành không ngẩng đầu, trầm giọng nói, Chu Kỷ Phong, lão phu là thật hối hận không có để Trường Phong Nhất Trưởng đánh chết ngươi, mới có thể để ngươi sống đến hôm nay. Chu Kỷ Phong quay đầu quan sát Lạc Hành không, nói ra, Lạc Trường Phong bồi dưỡng ta bất quá là vì để thăng chính mình tu vi cảnh giới. Hắn giết cha mẹ ta, nhục người nhà của ta, bút chướng này lại như thế nào toán? Lúc nói lời này, Chu Kỷ Phong thanh âm lộ ra bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn hùng hậu nguyên khí truyền khắp bốn phía. Chúng quần chúng thất giọng nghị luận, Lạc Trường Phong kia có thể là danh môn chính phái tấm gương, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Mà lại Chu Kỷ Phong là Lạc Trường Phong coi trọng nhất đệ tử một trong. Đám khán giả mặt mũi tràn đầy không tin, nói bậy nói bạ, khuyên tử làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Ngươi bây giờ là Ma Thiên Các bên trong người, ngậm máu phun người. Lạc Hành không nói ra, Chu Kỷ Phong đã sớm ngờ tới không ai tin, thế là cất cao giọng nói, ta bản họ Khương, Ích Châu Khương gia. Khương gia, Ích Châu Khương gia, đời đời gia tu hành thiên tài Khương gia. Có người lên tiếng kinh hô, Chu Kỷ Phong nguồn gốc từ Khương gia, cái này chứng minh như thế nào? Chu Kỷ Phong tiếp tục nói, trên người của ta có Khương gia đặc thù ấn ký, ta tu hành chi đạo cùng Lạc Trường Phong hoàn toàn ăn khớp, nguyên thần kiếp cảnh phân đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo ba đại cảnh giới, duy chỉ có hợp đạo có thể hợp hai là một. Lúc này hắn phần lưng trường kiếm mang ong rung động, trên trường kiếm tà hữu lượn vòng, nguyên khí rung động thời điểm,
Trường kiếm kia ở phía trên hóa thành mấy đạo cái bóng, cuối cùng lại hợp thành nhất thể. Quả nhiên là Lạc Trường Phong am hiểu nhất ngự kiếm phương pháp, thiên kiếm môn không người học được, lại bị Chu Kỳ Phong nắm giữ. Chết! Chu Kỳ Phong trường kiếm rơi vào chính hắn trên thân, kiếm ảnh ngàn trọng xẹt qua thân thể của hắn, khống chế nhập vi, quần áo trên người bị một chiêu này chém vỡ. Đám người lại là lên tiếng kinh hô. Một chiêu này nhìn uy lực cũng không lớn, nhưng là có thể ngự kiếm khống chế chính xác như thế, đúng là khó được. Như gió, giống như tơ liễu đồng dạng phong cách, cái này xác thực Lạc Trường Phong tu hành chi đạo. Chu Kỳ Phong lộ ra phía sau lưng. Phía sau lưng của hắn dựa vào bả vai vị trí bên trên, hoàn toàn chính xác có một cái hẹp dài bớt, vô cùng đặc thù. Quân chúng nhiều như vậy, luôn có người nhận ra. Đích thật là Khương gia đặc hưu ẩn ký. Khương gia một ngày có tân nhân xuất hiện, liên hội ở lưng bộ đâm sủng ẩn ký, nhìn giống như là bớt, không có sai. Khương gia tại 30 năm trước trong vòng một đêm bị người thảm tao diệt môn, nghe nói là kiếm đạo cao thủ hành vi. Chu Kỳ Phong nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, đồ ta cả nhà cũng không phải là ma thiên các, mà là danh xưng danh môn chính phải đến thiên kiếm môn Lạc Trường Phong. Cái này một tiếng nói đến ngẩng cao, thằng chỉ thiên kiếm môn, một người hai người nói không có gì, một ngày top 5 top 3, cho dù là không tin người, cũng sẽ dần dần mang theo đi đến. Ta nhổ vào, thiên kiếm môn như thế hèn hạ, phi, luôn miệng nói chính mình là danh môn chính phái, thế mà làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Khán giả quần tình xúc động phẫn nộ lên án, nước miếng bay ngang, cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, một ngày mắng lên, sau kia thập tam đạo thư khiêu chiến khó nghe hơn nhiều lắm. Lạc Hành Không, ta là thật thay người em lệ, có cái này một cái không muốn mặn nhi tử, ngươi còn có thể cái này quang minh chính đại thảo phạt nhân gia. Ta nếu là ngươi, tìm một chỗ không người cắt cổ được rồi. Nơi đây giảm bớt một vạn chữ thô tục, Lạc Hành không thể nào trọng sĩ diện, nhãn bên trong vò không được hạt cát, không cho phép có bất kỳ đạo đức bại hoại thanh danh, lại hà có thể chịu được nhiều người như vậy nhục mạ. Ngươi, ngươi đến. Lạc Hành không chừng lấy trên bầu trời Chu Kỳ Phong, lảo đảo lui lại một bước. Phốc đến, một ngụm máu tươi phun ra. Môn chủ, hai tên đệ tử vội vàng vọt lên, đâu lấy Lạc Hành Không, lại bị tức giận đến thổ huyết. Người chung quanh cũng không có đình chỉ nhục mạ, ngược lại chế giễu, đáng đời, trừng phạt đúng tội, báo ứng. Các loại lời đàm tiếu, mắng Lạc Hành Không hóa mắt váng đầu. Minh Thế Nhân cười nói, lão già nguyên lai bản thân liền có nội thương. Lạc Hành Không tình hình này, tựa hồ sống không quá lâu, trách không được muốn cấp báo thù. Chu Kỳ Phong lặng lẽ nhìn Lạc Hành Không một ánh mắt, nói ra, ta không có tự tay giết Lạc Trường Phong báo thù, hiện tại liền giết ngươi. Hắn tiện tay một chỉ, trên người trường kiếm vũ động, mấy chục đạo kiếm cương chỉnh tề tề hướng phía Lạc Hành Không bước tới. Lạc Hành Không hai tay vừa nhấc, hai tên đệ tử lảo đảo lui lại. Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Lạc Hành Không bị tức giận đến vết thương cũ tái phát, cũng không phải Chu Kỳ Phong cái này loại thân đình cảnh có khả năng khi dễ. Hai tay mở ra như sóng biển, cương khí đem mấy chục đạo kiếm cương đánh tan. Ông, một tòa pháp thần xuất hiện tại Chu Kỳ Phong trước người, ngăn trở Lạc Hành Không hết thảy tiến công. Minh Thế Nhân xuất hiện, lăng không cười nói, ngươi đối thủ là ta, ngươi chống đỡ được lão phu? Lạc Hành Không hai mắt bốc hỏa, chập chập chập, hắn nhon nói đúng, ngươi tấm mặt mo này là thật sự không có chút nào phải. Minh Thế Nhân hướng phía ngoắc ngón tay. Lạc Hành Không quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết con ta, ta liền giết người đồ đệ, cũng là công bằng. Hắn không đang ngó chừng Lục Châu, mà là nhìn về phía giữa không trung Minh Thế Nhân. Lạc Hành Không dựng thẳng lên tay phải, giơ ngón tay, xuất hiện từng đạo hẹp dài nguyên khí ba động. Hậu phương, mười cây cây ghế ở giữa, bay ra một thanh bảo kiếm. Bồi Nguyên Kiếm, chuẩn thiên giai. Phụ cận có người nói, Bồi Nguyên Kiếm tại Lạc Hành Không trên lòng bàn tay, xoay tròn mấy vòng. Kiếm cương hình thành, như bạo phong vũ giống như đâm tới. Minh Thế Nhân thu hồi pháp thân chìm xuống, phanh phanh phanh, ly biệt cầu xuất hiện. Chỉ là nhất diệp pháp thân, cũng xứng cùng lão phu giao thủ. Lạc Hành Không tăng lớn mã lực, đột nhiên đến. Minh Thế Nhân xông phá kiếm cương, lách mình mà tới. Mang theo ly biệt câu đâm tới, Lạc Hành Không lòng bàn tay vừa nhấc, cương khí va chạm, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tốt, đám người bộc phát ra tiếng kinh hô, một chiêu này cận thân đánh thật hay. Không hổ là ma thiên các đệ tử, hiểu được tránh đi phong mang, phát huy sở trường. Cái này một cận thân, thiên giai vũ khí cũng không phải ăn chay. Lạc Hành Không lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân thể. Minh Thế Nhân đứng thẳng, cười nói, người nào nói cho ngươi, ta chỉ có nhất diệp. Lạc Hành Không nhướng mày, nhị diệp lại như thế nào? Là ai nói cho ngươi, ta chỉ có nhị diệp? Minh Thế Nhân mỉm cười nói, đám khán giả lại là nhất kinh. Nhưng mà, Minh Thế Nhân cúi đầu nhìn xuống đến, mặt đất lục ánh sáng màu vòng lại lần nữa phát sáng lên. Lại là Phật môn Minh Kính Đài, phụ cận có Phật môn cao nhân. Minh Kính Đài xem như trận pháp, trước đó bố trí, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là lại nghĩ sử dụng, liền cần Phật môn cao thủ thi triển. Phụ cận có người trong bóng tối trợ giúp thiên kiếm môn. Cái này, chính là thiên kiếm môn bài sinh tử lối sức lực sao? Cùng lúc đó, mặt đất vòng sáng, vậy mà biến đại, vừa vặn đem hắn bao trùm tại bên trong. Lúc này, tại Lạc Hành Không họ Phương đê không, ước chừng 10 người, đạp không mà tới, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.
Liên hoa đài phụ cận quần chúng đều bị hấp dẫn. Vân Triều Amigo, đám người kinh hô một mảnh. Hơn 10 danh nữ tăng buông xuống hướng phía đám người làm lễ không người. Vân Triều Am, Bần Ni Vô Niệm, các vị thí chủ hữu lễ. Vân Triều Am Vô Niệm pháp sư xuất hiện, làm cho cả Liên Hoa Đài yên tĩnh trở lại. Thiên Kiếm Môn có như thế giúp đỡ, thắng bại liền khó mà nói. Lạc Hành không hướng phía Vô Niệm chắp tay, đa tạ pháp sư xuất thủ tương trợ. Vô Niệm nữ pháp sư trăm năm trước thành danh, chính là Vân Triều Am đệ nhất cao thủ, ai có thể nghĩ tới Vân Triều Am thế mà lại lựa chọn trợ giúp Thiên Kiếm Môn. Hoa Vô Đạo quay đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Lục Châu, mấy đạo các chủ biết. Lục Châu tiếp tục nhắm mắt lại. Lục Châu há lại sẽ không có chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương có giúp đỡ, mà lại giúp đỡ còn không chỉ một cái. Vô Niệm nhìn Lạc Hành không một ánh mắt, dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ nhàng niệm một cái Phật chú, Phật trần hất lên. Lạc Hành không dưới chân xuất hiện màu lam nhạt vòng sáng. Nếu điểm điểm tinh thần chi quang, Phật môn trợ thương thủ đoạn, từ hàng phổ độ. Lạc Hành không rất là cảm động, lần nữa nói, đa tạ pháp sư. Vô Niệm gật gật đầu, quay người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Thí chủ, Bần Ni ở xa lầu các bên trong quan sát hồi lâu. Thiên Kiếm Môn đã bị thương nặng, mà Thiên Các lấy mạnh hiếp yếu, có mất quân tử phong thái. Ha ha, Minh Thế Nhân nở nụ cười, nói ra, ngươi nói với ta cái gì quân tử, ta cũng không phải quân tử, ta liền lấy mạnh hiếp yếu, thế nào rồi, ngươi không phục, ngươi phải cùng ta đánh. Nói, Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn một ánh mắt sư phụ, ta mẹ nó liền thích cái này loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Thí chủ, ngôn ngữ cần gì như thế thô bỉ, thương nói, công đạo tự tại lòng người, không có lửa làm sao có khói. Bần Ni thực đang nhìn không đi xuống, muốn cùng thí chủ luận một luận đạo lý trong đó. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, lại một cái mà giảng đại đạo lý. Vô Niệm nói ra, Bần Ni chỉ nghĩ dàn xếp ổn thỏa, không muốn tình thế tiếp tục ác hóa. Vừa rồi ngươi thế nào không ra, hiện tại chạy đến, hộ tiểu tình lang của ngươi sao? Minh Thế Nhân cười nói, ngươi đến đến. Vô Niệm là Vân Triều Am cao thủ, bị nhiều ít người kính sợ tán thưởng, há có thể chịu này vũ nhục, đang muốn nổi giận đến đến. Vô Niệm, hai chữ rõ ràng lọt vào tai, Liên Hoa Đài tất cả mọi người nghe được thanh âm này, thanh âm đến từ Xuyên Vân Phỉ Liễn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Lục Châu mở mắt chậm rãi đứng dậy, đứng ở Phi Liễn phía trước, chắp tay quan sát. Ma Thiên Các chủ nhân, thế gian đệ nhất đại ma đầu, rốt cục muốn xuất thủ. Vô Niệm pháp sư khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua hiển hiện một tia kinh ngạc, lập tức nói, lão thí chủ, ngươi có thể nhận ra bản tọa? Lục Châu hỏi. Vô Niệm lắc đầu, nói ra, lần đầu gặp mặt, Tịnh Ngôn gần đây được chứ? Lục Châu nói ra, lão thí chủ, nhận ra gia sư. Vô Niệm nội tâm nhất kinh, thanh âm có vẻ hơi kích động. Lục Châu thở dài nói, dạy không nghiêm, sư biếng nhác. Tịnh Ngôn, làm sao lại có ngươi thị phi bất phân đồ đệ? Lão thí chủ có gì nói ra lời ấy? Vô Niệm nói ra, bản tạ nguyên lai tưởng rằng ban thưởng Tịnh Ngôn ngọc phất trần, nàng liền an tâm tu hành, quản lý Vân Triều Am. Đáng tiếc anh đáng tiếc, nâng lên ngọc phất trần ba chữ, Vô Niệm sắc mặt biến hóa. Ngọc phất trần đến từ Ma Thiên Các. Đám khán giả xôn xao, nhìn thấy Vô Niệm sắc mặt khó coi, Lạc Hành không vội vàng nói, không nên bị cái này lão ma đầu mê hoặc pháp sư giúp ta. Lạc Hành không đến đến Vô Niệm thần trước, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời quát, lão ma đầu, ngươi cho rằng lão phu sẽ biết sợ? Lục Châu ngắm nhìn bốn phía lầu các, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Thiên Kiếm Môn cái khác giúp đỡ, trốn ở nơi nào? Không ra sao, bản tạ nguyên lai tưởng rằng, ngươi thân là Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm môn chủ, không phân thị phi hắc bạch, có thể tại cái này Liên Hoa Đài phun ra một phen lời bàn cao kiến, bản tọa rất là thất vọng. Lục Châu thanh âm hùng hậu, hòa hoãn bình tĩnh, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại đồ người toàn môn, tự xưng là chính đạo, lại đều là thô bỉ ngữ điệu, cho tới bây giờ lại như cũ không tự biết lịch đại Thiên Kiếm Môn chủ mặt đều bị người lão thất phu này mất hết. Người đến đến, Lạc Hành không đột nhiên cảm thấy lòng buồn bực đến cực điểm, nhất là làm lời này xuất từ Lục Châu miệng thời điểm càng có lực sát thương. Minh Thế Nhân bổ đao đạo, thật tình không biết tất cả mọi người đã đem ngươi trở thành trò cười. Liên Hoa Đài bốn phía truyền đến trận trận tiếng cười, người nào quan tâm ngươi chính đáng hay không nói, danh môn hay không, hắn nhóm chỉ nhớ do Lạc Trường Phong cạn làm người khinh thường chuyện buồn nôn. Lạc Hành không giống như lúc này mới nghe thấy đến từ bốn phía cười lạnh, nhục mạ thanh càng ngày càng khó nghe. Có người cao giọng nói, Lạc Hành không, của ngươi sống mấy trăm năm tuế nguyệt, ngươi bộ dáng này liên nhân gia đồ đệ đều đánh không lại, còn muốn cùng người ta giao thủ, thật sự là không xấu hổ. Lão tặc này quá đề cao chính mình, già yếu tàn khu, cũng chỉ có thể tại trước trận ngân ngân sổ loạn, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Phốc, Lạc Hành không hai mắt trừng lớn, trong lòng ngực một cái tích tụ chi khí, theo lăn lộn khí huyết phun ra. Môn chủ, môn chủ, Thiên Kiếm Môn đệ tử đều vây lại, Lạc Hành không trong mắt trừng đến cơ hồ phải rơi ra tới, ngực kịch liệt chập trùng. Vô Niệm pháp sư thầy thế nói, anh Di Đà Phật, mau mau tránh ra. Thiên Kiếm Môn đệ tử lui ra phía sau một bước. Vô Niệm huy động ngọc phất trần, nhàn nhạt làm sắc quang mang rơi vào Lạc Hành không trên thân. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, hắn cái này là nộ hỏa đào bức, từ hàng phổ độ cái này chữa thương sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh.
Vô Niệm Pháp Sư nghe vậy, vội vàng thu hồi Ngọc Phất Trần. Sau lưng 10 tên Nico đi ra, vần quanh Lạc Hành Không, chắp tay hành lễ, niệm tụng kinh văn. Tĩnh tâm chú, Minh Thế Nhân cười nói, lão tặc, đừng chống đỡ, cần gì chứ, con sống tiếp tục bị thế nhân thoá mạ. Ngươi, Lạc Hành Không thở hào hển, chết một lần trăm, đã không còn bất luận cái gì lo lắng. Nghe ta một câu, lên đường đi, dù sao ngươi không có khả năng đấu qua được sư phụ ta. Dạng này cũng tốt, ngươi đem sẽ trở thành cái thứ nhất bị ma thiên các tức chết đối thủ, rất có mặt mũi. Phốc, Lạc Hành Không nộ hỏa công tâm, hỗn loạn nguyên khí tại trong kinh mạch bạo liệt, lập tức, khí tuyệt bỏ mình, ngẹo đầu, ngã xuống. Tràng diện yên tĩnh trở lại, liên hoa đài bốn phía, lặng ngắt như tờ. Mười tên nữ ni cô cũng đình chỉ niệm tụng tĩnh tâm chú. Đám khán giả đều là không hiểu ra sao. Đường đường thiên kiếm môn tiền nhiệm môn chủ Lạc Hành Không, cứ như vậy bị tức chết rồi. Chung quanh yên tĩnh đến cực điểm, tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Lục Châu lại nghe được người đến hệ thống 1.500 điểm công đức. Này bằng với bị tức chết cũng toán tại ma thiên các trên đầu. Lục Châu cũng là không nghĩ tới, Lạc Hành Không cứ như vậy tức chết. Xuất thủ cơ hội đều không có. Cái này chỉ sợ muốn trở thành tu hành giới lớn nhất từ trước tới nay chê cười. Minh Thế Nhân một mặt vô tội nói, đều đừng nhìn ta, có quan hệ gì với ta, ta hảo tâm khuyên một chút mà thôi. Anh Di Đà Phật, ác ngữ đã thương người Lục Nguyệt Hàn, bần ni hết sức. Vô Niệm nhẹ giọng thở dài, quay người, nhìn về phía 10 tên đệ tử, thản nhiên nói, hồi đi. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, ngươi đi không? Đồ nhi nhóm hiểu ý, trước hết động, chính là nghẹn thật lâu Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh vung lên cánh tay, giơ lên bá vương thương, liền giống như là trả giá thương, ra sức ném ra ngoài. Bá vương thương bên trên, cương khí bao khỏa, mũi thương lấp lấy quang mang, vạch phá bầu trời. Người sáng suốt chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phân biệt ra, cái này là một thanh cực phẩm thiên giai vũ khí. Cho dù là thiên giai vũ khí, cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Chỉ bất quá tu hành giới tuyệt không có đối thiên giai bên trong vũ khí làm ra minh xác phân chia. Tỷ như Ngô Thượng Nhung Trường Sinh kiếm, liền chặt đất chắc bình thư hùng song kiếm, lộ rõ cao thấp. Huống hồ, có thể khống chế thiên giai, thông thường đều là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, nhất diệp bất quá nhập môn, đến ngũ diệp mới có thể đăng đường nhập thất, thực lực tu vi cũng là vũ khí phát huy mấu chốt. Cho nên, Đoan Mộc Sinh một thương này ném ra bên ngoài, phát ra một tiếng ủng hộ. Bà vương thương mang theo cương khí, đính tại Vô Niệm Pháp Sư phía trước 3 mét đá cầm thạch xà nhà bên trên. Dùng bà vương thương mũi nhọn làm trung tâm, vết dạn tản ra, kéo dài hơn 10 mét. Cùng lúc đó, Tiểu Diên Nhi ném ra Phạm Thiên Lăng, trải ra hồng sắc thảm giống như đường dài, chân đạp Phạm Thiên Lăng, lách mình ngăn ở chúng ni cô thần trước. Minh Thế Nhân khoanh tay, hài lòng tự nhiên, đến gần nhất kình thiên cự trụ bên cạnh, ly biệt câu hung hăng đâm vào cự trụ bên trong. Khóe mắt bên trong đều là ý cười, đám khán giả lại tới hào hứng. Có lẽ là bởi vì thân phận đối phương nguyên nhân, đám khán giả hào hứng so trước đó phải cao hơn nhiều. Đi qua thiên kiếm môn Lạc Hành Không sự tình, đa số người ngược lại đối thiên kiếm môn tác phong làm việc cảm thấy chán ghét. Mà cái này đến từ Vân Chiếu Am các Nico, rồi trà hóa trang càng là làm cho người ta sinh chán ghét. Vô Niệm nghi hoặc không hiểu, anh Di Đà Phật, lão thí chủ, cử động lần này ý gì? Lục Châu ở trên cao nhìn xuống, quan sát Vô Niệm Pháp Sư, ánh mắt rơi vào trong tay nàng Ngọc Phất Trần bên trên, nói ra, lưu lại Ngọc Phất Trần, tự phế tu vi, liền có thể rời đi. Vô Niệm Pháp Sư, Lục Châu thanh âm không vội không chậm, không nhẹ không nặng, liền giống như là nói một kiện không đáng để ý việc nhỏ. Có thể là bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn nói chuyện thời điểm, đại gia toàn bộ nhìn xem hắn, chung quanh rất yên tĩnh. Dù là không cần nguyên khí truyền âm, cũng có thể đưa đến trong tai của mỗi người, rõ ràng. Lao thí chủ, Vân Chiếu Am cùng Ma Thiên Các cũng không ân oán, vì sao muốn nhằm vào Bần Ni? Vô Niệm lộ ra một mặt vô tội bộ dáng. Lục Châu thở dài lắc đầu, không hề tiếp tra, mà là nói ra. Tịnh Ngôn là thật không có cùng người nhắc lên. Vô Niệm Pháp Sư càng là không hiểu ra sao, trực giác nói cho nàng. Phi Liễn phía trên Ma Thiên Các chủ nhân cùng nàng sư phụ Tịnh Ngôn có đặc thù nào đó quan hệ. Nàng thuở nhỏ vào Vân Chiếu Am, sinh trưởng ở Vân Chiếu Am, bái sư Tịnh Ngôn, trăm năm đi qua, nhưng lại chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc qua Ma Thiên Các. Lao thí chủ, Bần Ni nghe hồ đồ, mời ngài chỉ rõ. Vô Niệm Pháp Sư dựng thẳng trưởng đạo. Lục Châu nói ra, hỗn trướng. Lục Châu biết rõ những này, tự nhiên đều là nguồn gốc từ cơ thiên đạo ký ức. Hồi tưởng lại trăm năm trước đó các loại, đoạn này ký ức lại phá lệ rõ ràng. Đáng tiếc, vật đổi sao rời, cảnh con người mất. Lao thí chủ vì cái gì mắng chửi người? Sau lưng mời tên Nico, đứng dậy, đem Vô Niệm Pháp Sư vây tại một chỗ. Vô Niệm Pháp Sư ở giữa thời điểm, miệng bên trong niệm tụng kỳ quái Phật môn kinh văn. Mười tên Nico cũng đều dựng thẳng lên bàn tay niệm tụng. Vô Niệm Pháp Sư hướng phía Xuyên Vân Phi Liễn Lục Châu thở dài nói, mặc dù không biết lão thí chủ cùng gia sư là quan hệ như thế nào, có thể Bần Ni tự hỏi không thẹn với lương tâm. Nếu là có thể, mời lão thí chủ đến Vân Chiếu An tụ lại, Bần Ni nguyện cùng lão thí chủ cùng nhau luận đạo. Cáo từ, ông. Mười tên Nico dưới chân xuất hiện đạo đạo choáng vòng. Kia choáng vòng chính là thăng cấp bản minh kính đài, có thể đi theo di động, viết hình lục ánh sáng màu vòng, phía trên khắc họa lấy hoa văn phức tạp, cùng với đặc thù năng lượng ba động.
Cái này là Phật môn thường dùng nhất, cũng là khó khăn nhất dùng tấm vúc thủ đoạn một trong. Mời mọi người trôi lơ lửng, dùng vô niệm làm trung tâm, vòng sáng bao phủ lại các nàng bay lên. Đoan Mộc Sinh hừ nhẹ một tiếng, đạp không mà đi. Mặt đất Bá Vương Thương bị một cỗ cương khí thu nạp, ong ong rung động. Hừ, Bá Vương Thương trở lại Đoan Mộc Sinh trong tay. Nghẹn quá lâu, Đoan Mộc Sinh thẳng tắp hướng về phía trước, đâm thẳng tới. Cái này là Ma Thiên Các đệ tam vị đệ tử Đoan Mộc Sinh, nghe nói tu luyện là Thiên Nhất Quyết, vô cùng bá đạo hùng mãnh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Niệm Pháp Sư lắc đầu thở dài, vòng sáng sáng lên. Bá Vương Thương đánh trúng vòng sáng, mời mọi người tiếp tục kéo lên. Đoan Mộc Sinh trợn mắt tròn xoe nói, Bách Kiếp Động Minh. Nhị Diệp Kim Liên Pháp Thần xuất hiện ở bên cạnh, hai mảnh lá sen phi tốc xoay tròn, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền giống như là thập diệp hợp thành nhất thể. Vô Niệm Pháp Sư nhíu mày, Anh Di Đà Phật, phá. Ngọc Phất Trần đột nhiên hào quang tỏa sáng, lít nhà lít nhít giọt mưa giống như cương khí từ kia vòng sáng bên trong rơi xuống. Mười tên nữ đệ tử niệm tụ kinh văn, thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Phần môn cái này loại đấu pháp ngược lại là mới mẻ hiếm thấy, nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, trợn mắt hốc mồm, toàn bộ tập trung tinh thần mà nhìn xem Ma Thiên Các đệ tam đệ tử Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh nhấc ngang Bá Vương Thương, phanh phanh phanh, liên quan pháp thân đem những cái kia cương mưa ngăn trở. Có thể nhận cự lực, Đoan Mộc Sinh không thể không tiếp tục hạ xuống. Buông xuống thời điểm, phanh, hai chân dẫm tại đá cầm thạch sàn nhà bên trên, đá vụn bắn tung tóe ra, mặt đất xuất hiện phạm vi lớn vết rạn. Đám khán giả hướng lui về phía sau, đồng thời tiếp tục xem hướng lên bầu trời. Ta tới. Hoa Nguyệt Hành đưa tay nhất đạo cương khí cung tiễn, nước chảy mây trôi, nhất đạo vũ tiễn bắn ra. Vòng sáng ngăn trở Hoa Nguyệt Hành cung tiễn, còn có cung tiễn thủ, Ma Thiên Các đây là sự thực phải nghịch thiên. Cái này đạo vũ tiễn dù không thể phá Phật môn Minh Kính Đài, lại là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ mới có thể xuất ra thủ đoạn. Vừa dứt lời, lại là 10 đạo vũ tiễn bắn ra, tại không trung liền giống như là 10 đạo kim quang đường nét giống như. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân như thiểm điện bay đi. Hồng sắc Phạm Thiên Lăng liền giống như là nở rộ to lớn hoa hồng, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Minh Thế Nhân ánh mắt kiên định, trong tay Ly Biệt Câu hiện ra dị sắc. Thấy cảnh này, Vô Niệm Pháp Sư hừ nhẹ một tiếng nói, đây chính là người nhóm tự tìm. Anh Di Đà Phật đến đến. Bốn cái Phật môn ký hiệu đại ấn từ Ngọc Phất Trần bên trong rơi xuống. 10 tên đệ tử đột nhiên tản ra, hình thành to lớn vòng tròn. Kia vòng sáng bằng vị nàng nhóm kéo dài khoảng cách, trở nên to lớn vô cùng. Cơ hồ ba trùm liên hoa đài khu vực trung tâm, vòng tròn năng lượng chút xuống, khổ hải vô biên, như sóng biển đồng dạng năng lượng chảy ngược xuống tới. Niệm tụng kinh văn thanh âm tập trung cùng một chỗ, đau khổ chi tình bao phủ bốn phía, lâm vào người tinh khí tan rã không thể tự thoát ra được. Hoa Vô Đạo vừa muốn đứng dậy, Lục Châu giơ tay lên nói, bản tọa gieo xuống nhân, liên từ bản tọa hiểu rõ cái này của. Hoa Vô Đạo gật gật đầu, lui tại một bên. Tiểu Diên Nhi, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đều bị cái này năng lượng bao phủ, vô pháp tiến thêm. Lục Châu chân đạp hư không, đi ra xuyên vân phì liễn, ánh mắt di chuyển tức thời, tập trung tại Lục Châu trên thân. Lục Châu khí tức ba động không cường, bàn tay vừa nhấc, hỗn trướng. Cái này tiếng hừ nhẹ, trầm thấp hữu lực, chuyển khắp toàn bộ liên hoa đài, bao quát Vô Niệm Pháp Sư cùng nàng các đệ tử. Hắn nhóm nhìn thấy đạp không xuất hiện Lục Châu, không khỏi khẩn trương vạn phần. Ma Thiên Các tổ sư ra, cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ. Lục Châu khúc cánh tay hướng về phía trước, đưa tay phất tay áo, hơi hợt, ung dung không vội, đánh ra nhất trưởng. Không gian khẽ nhúc nhích, nguyên khí hội tụ tại bàn tay hắn trước đó, không gian giống như là vặn vẹo như vậy. Một bàn tay lớn nhỏ phược chữ cấp tốc mà ra, người nhiều kiến thức rộng, người sáng suốt một ánh mắt nhìn ra cái này chữ triện phược chữ lai lịch đến đến. Phược thân thần chú, cái này đạo phược thân thần chú sau Hoa Nguyệt Hành vũ tiễn bay ra ngoài tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, không có đại khai đại hợp, không có hoa lệ quang mang nở rộ. Chữ triện phược chữ càng giống là một viên sao băng nhẹ nhõm xuyên qua năng lượng vòng sáng. Cái này làm sao có thể? Phốc đến đến, còn chưa kịp phản ứng, phực thân thần chủ đánh trúng Vô Niệm Pháp Sư. Vô Niệm Pháp Sư kêu lên một tiếng đau đớn, niệm tụng thanh âm giấy lát ở giữa ngưng trệ. Thập đại đệ tử bởi vì không chịu nổi cái này năng lượng to lớn vòng hấp thu, ngay tại chỗ sập bàn. Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệp Phi Đài. Phật môn Minh Kính Đài uy lực càng lớn, cần năng lực cũng liền càng cao. Không có Vô Niệm Pháp Sư đứng ở giữa, giống như mất đi người đáng tin cậy, liền giống như là kiến trúc hùng vĩ bị người rút đi trụ cột, bất kể kiến trúc cỡ nào to lớn, hạ trang chỉ có âm vang sụp đổ, năng lượng cuốn về bên ngoài khuếch tán. Thập đại đệ tử đều bị đánh bay, phun ra tiên huyết, từ liên hoa đài rất ở giữa bị kích không phải vài trăm mét xa. Vô Niệm Pháp Sư sắc mặt đại biến, muốn điều động thể nội nguyên khí lại giống tuếch, không có bất cứ ba động gì. Năng lượng vòng tiêu tán đồng thời, năng lên thẳng tắp hướng xuống rơi. Tiểu Diên Nhi rút về Phạm Thiên Lăng. Minh Thế Nhân thấy thế, mắng một cái, lại là cái gì xáo lộ, ta trốn, ta không né tránh. Đoan Mộc Sinh Bá Vương Thương thay đổi phương hướng, 180 độ hướng phía dưới. Bá Vương Thương lại lần nữa chui vào mặt đất,
Đoan Mộc Sinh chân đạp bá vương thương đôi, khoanh tay, đứng ở không trung, mặt không thay đổi nhìn xem hạ xuống Vô Niệm Pháp Sư. Oanh! Vô Niệm Pháp Sư nện ở đá cầm thạch bên trong, không có tu vị tu hành giả, chính là rơi tự do giống như đập xuống, tăng thêm thối thể cường độ, liền giống như là khối sắt giống như. Cái này một rơi, ném ra một cái hình người hố tới, liên hoa đài bên trên, yên tĩnh một mảnh, bốn phía lặng ngắt như tờ, đám khán giả dụi dụi con mắt, không thể tin được một màn này. Vân Triều An đệ nhất cao thủ, cứ như vậy bị Ma Thiên Các tổ sư ra, một trường vỗ xuống tới rồi. Trái lại Lộc Châu, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ cũng không có ra quá nhiều khí lực. Các chủ thủ đoạn, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Hoa Vô Đạo sinh lòng thán phục. Hoa Vô Đạo cũng coi là kiến thức rộng rãi người, một chiêu này phượng thân thần chú, không có cực cao tu vi, gần như không có khả năng làm được. Lại huống chi, Vô Niệm Pháp Sư còn ở vào thăng cấp bản minh kính đài bên trong. Lục Châu đạp không ngừng phía dưới, một tay chắc sau lưng, một tay vuốt râu. Đám khán giả thở mạnh cũng không dám, không chớp mắt nhìn xem này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Tiểu Diên Nhi cũng rơi vào Vô Niệm Pháp Sư phụ cận. Vân Triều An thập đại đệ tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu. Lục Châu rơi vào Vô Niệm Pháp Sư bên người, ở trên cao nhìn xuống. Vô Niệm trong đôi mắt đều là sợ hãi cùng không tin, khóe môi nhếch lên tơ máu, sắc mặt trắng bệch, bờ môi rung động không thôi, nàng ra sức chống đỡ bàn tay, muốn từ trong hồ đứng lên, không chút nào không thể động đậy. Lục Châu tiện tay vung lên đến, Ngọc Phất Trần bay đến hắn trong lòng bàn tay. Đinh, thu về Ngọc Phất Trần, cần một lần nữa luyện hòa mới có thể sử dụng. Lục Châu nhờ tới trăm năm trước các loại, mặc dù chỉ là cơ thiên đạo ký ức, lại phảng phất thân lâm kỳ cảnh, dư vị vô cùng. Vân Triều Phong luận đạo, từ Hà Sơn ngắm trăng, Bách Diệp Hồ xem cá, từng màn tràng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì hỏi, Tịnh Ngôn bây giờ tốt chứ? Vô Niệm hai mắt trừng lớn, nhìn trước mắt lão nhân. Gia sư, sớm đạ, viên tịch. Nghe được hai chữ này, Lục Châu biểu lộ ra rất bình tĩnh, thở dài nói, sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, thế gian nào có cái gì chúng sinh đều là luân hồi đạo lý, hào hào còn sống, chính là lớn nhất đạo lý. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy sư phụ biểu lộ có chút phiền muộn, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Từ vào Ma Thiên Các lên, liền chưa nghe nói qua, sư phụ có bằng hữu, mặc kệ nam nữ, đến nay lại đột nhiên xuất hiện một cái tiền nhiệm nữ pháp sư, nghe ý tứ này, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Sư phụ, Tịnh Ngôn đến cùng là ai vậy? Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu hỏi. Lục Châu không để ý đến, mà là tiếp tục nhìn về phía Vô Niệm nói ra, ngươi chịu người nào sai khiến, nhúng tay bản tọa sự tình. Vô Niệm không khỏi lắc đầu, nói ra, không người sai khiến, Bần Ni có chơi có chịu. Lục Châu bắt sư đến nàng dùng từ, đánh cực gì, cực liên hoa đài đứng tại cái nào một phương, cực cái này thiên kiếm môn chiến thắng, lại hoặc là cực Ma Thiên Các cuối cùng hội bại. Vô Niệm ho khan, lại là phun ra một bụng máu tươi, nàng lại lần nữa ra sức, chống đất, soạt soạt. Rốt cục, lần này nàng dùng hết khí lực từ trong hố bỏ ra, thấy được nàng cái này bức thảm trạng, đám khán giả âm thầm kinh ngạc, không khỏi địa nuốt nước bọt. Đương thời đệ nhất đại ma đầu thủ đoạn, lại đáng sợ như thế, Tịnh Ngôn táng ở nơi nào? Lục Châu hỏi. Vân Chiếu Phong phụ cận, Bách Diệp Hồ bên trong. Lục Châu lắc đầu, giọng điệu đạm mạc nói, bản tọa còn nhớ kỹ, Ngọc Phất Trần chính là Tịnh Ngôn nhận chủ đồ vật, như thế nào lại rơi vào tay của ngươi? Thành thật trả lời, nếu có một chữ không thật trộn, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Vô Niệm thân thể run một cái, nàng vốn cho rằng bằng vào năng lực của mình, coi như không phải là đối thủ của Ma Thiên Các, tối thiểu nhất, tới lui tự nhiên, không cần nhìn hắn sắc mặt người. Hiện tại, nàng mới ý thức tới ý nghĩ này buồn cười biết bao. Vô Niệm thấp giọng hồi đáp, gia sư viên tịch, Bần Ni bất đắc dĩ, tiếp nhận Vân Triều An chủ trì chi vị, Ngọc Phất Trần, chính là gia sư ban tặng. Nói đến đây, Vô Niệm về sau một cò quốc, Lục Châu nhìn xem Vô Niệm nói, đồ hỗn trướng, Tịnh Ngôn làm sao lại có những người loại này đồ đệ? Vô Niệm trầm mặc. Nàng không lời nào để nói, Lục Châu chắp tay nói, bản tọa thu hồi Ngọc Phất Trần, phế ngươi một thân tu vi, ngươi có thể chịu phục. Vô Niệm nghe vậy, hai mắt trừng lớn, không, nàng bối rối không thôi, vội vàng bò lên. Đến Lục Châu bên cạnh, ngạo mạn lúc trước cùng với thực chất bên trong cảm giác ưu việt, đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Nàng vừa muốn leo đến Lục Châu thần trước, liền bị một cổ cương khí bức lui. Vân Triều An thập đại đệ tử đồng thời thả người bay vọt, hướng phía ở giữa tập hợp. Cùng lúc đó, liên hoa đài nơi xa, tòa thứ 3 lầu các bên trong, rút, kế hoạch thất bại. Tòa thứ 5 lầu các bên trong, kế hoạch thất bại, rút. Tòa thứ 8 lầu các bên trong, kế hoạch thất bại, tất cả mọi người rút. Mỗi trong một tòa lầu các tu hành giả, dùng nhanh chóng tốc độ rời đi lầu các, rời đi liên hoa đài, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhưng mà, tòa thứ 9 lầu các bên trong, một đạo mệnh lệnh vang lên, chuẩn bị, hành động.